Chào mọi người trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người coi là anh Phúc ảnh phun thuốc cho 4.800 con gà của ảnh ha. Về gà ngày 3 tuổi, nó phòng bệnh Newcastle và thể B. Thể B thể thận truyền nhiễm á mọi người. Thì bây giờ anh Phúc đang làm thuốc nè, anh đổ vô cái bình như này. À, có cái máy mình sử dụng cái máy phun như thế này mọi người. Sử dụng máy phun này mình sẽ tiết kiệm được cái công ha. Mình thổi nhỏ mắt từng con, nhỏ mũi từng con. Thấy mọi người. Đó. NDB nha. Rồi. Xong đó. Rồi mình lắc đều cho tan ra thuốc hết. Đổ vô rồi chế nước vô lắc đều. Chai này là 100c nha. Chai đó là 100c á. Chai này là 100c nè. Rồi. Anh đang tiến hành phun cho 4.800 con. Thì một cái bình vậy thì phun cho 2.500 con. Thì bò như nhà một cái mấy bò bên đây thì cũng như hai gần 2.500 con này. Phun một cái bình đó là xong. Mọi người thấy không, đây có mấy cái tấm bạc hôm bữa mình có giới thiệu nè, là nay trời nắng mát thì anh Phúc ảnh dở lên như vậy cho nó không thoáng gió thổi vô cho gà mình nó tốt. À. Còn đèn sáng trắng thì lúc nào mình cũng phải mở ha, mở cho gà nó quen với ánh sáng. Gà này. Cái này là một mình làm luôn rồi chứ không cần nhờ tới ai hết. 4.800 con gà một mình ảnh làm luôn. Lò nó vô một góc. Trước khi phun cái này là phải cắt nước nửa tiếng nha. Trước khi phun này phải cắt nước nửa tiếng. Phun được. Phun để cho con gà nó khát nước xong rồi mình phun mình mặt nó xong rồi nó vũ rồi nó uống. Đó thì thôi. Trước khi phun thì ảnh là phải cắt nước nửa tiếng. Rồi mình mới phun được. Đều con gà được rồi. Mình xịt đều là được. Cái kỹ thuật này anh em trong hội làm nay cũng lâu rồi mọi người nên nó hiệu quả nên anh em mới áp dụng hoài chứ không có gì. Mọi người thấy không? Rồi mình phun xong rồi mình chờ xíu mình cho uống thuốc bổ vô. Cái thuốc giống như là giải độc thận rồi thuốc giảm chết của nó cho đừng bị sốc nữa. Mình lùa này con gà dịp sốc lắm. Cái mục đích mình phun như vậy là chữa giống như phòng người hai bệnh đó, là anh Phúc có thể giải thích thêm hai bệnh đó là sao anh Phúc? Nó là dịch tả với phế quản truyền nhiễm là IB á, ND là dịch tả, còn IB là phế quản truyền nhiễm. Mình phòng những bệnh đó thì mình phun xong rồi 16 đến 18 ngày mình chỉ uống nhắc lại là uống lần nữa chứ không phải là phun một lần là bỏ nha. Cứ phun xong rồi phải nhắc lại giờ 16 đến 18 ngày nhắc lại một lần rồi đến 60 ngày nhắc lại lần nữa rồi 90 ngày nhắc lại lần nữa là khỏe xong trong cái phần anh là DB. Cái thời gian bảo hộ của việc phun này là bao nhiêu ngày anh Phúc? 40 đến 45 ngày thôi. Là ngày dịch tả này mình bảo hộ được thôi. Còn chích thì bảo hộ được 6 tháng. Nên mình đến ngày 23 ngày mình chích nó rồi. Mình chích phun liều luôn. Đúng ra là mấy chỗ mà
quay khác thì nó khuyên là 12 ngày chích, mà chích có nửa liều rồi nên thấy dở quá nửa chích nữa, nên lấy ngày 23 ngày, 22, 23, 4 ngày mưa trơn á, đó mình chích full liều, bảo hộ lâu hơn nữa. Rồi xong. Rồi xong nữa mọi người, nhanh không? Chứ nhỏ lâu lắm, nhỏ cấp 3 phút. Chứ giờ mình vỗ tay cho chạy ra tải ra nè. Cái chi mình để nó ra ngoài cái nó mổ lông đó. Vũ mắt mổ lông vậy là cho nó hít thở những cái thuốc để mình mới vừa xịt vô cho nó. Còn nếu mà mình phun lỡ 3 ngày mình phun mà trời mưa tầm tã vẫn phun được nha. Phun xong rồi mình mở đèn lên. Mở đèn mình lên nó cho nó khô mau khô. Không gì hết á, không gì sợ á. Nó không biết làm mà phải làm thôi. Rồi đó, vậy rồi tản ra đều rồi đó. Giờ chúng tôi nó sẽ tự mổ lông, nó vũ lông, nó liếm gì đó là nó uống được thuốc nó vô rồi. Đặc tính con gà, nó mới tự rửa lông là nó sẽ uống cái đó nó hút vô. Giờ bây giờ mình cho uống nè, nó biết mua nó đã có không làm được thì 4.800 con gà như gà tre như thế này thì mình làm trong vòng có 10 phút là xong, công đoạn pha thuốc này kia đó nó phun là 10 phút là xong, mà lẽ đỡ tốn công lắm. Người không mình phải nhờ chắc cỡ 3-4 người anh em vậy đó, ta vô rồi ta nhỏ từng con lâu lắm, sao chị nói lâu lắm. Ví dụ như mà mình 4-5 ngàn mình làm dễ chứ phải 10 ngàn 20 ngàn sao mình làm nổi. Nhưng mà hiệu quả thì cũng cao chứ không phải gì mà. Thì giờ bây giờ ổng phun xong rồi, bây giờ ổng sẽ để cho nó ăn ha. Rồi bỏ nước vô, thuốc. Nãy cắt nước dưỡng rồi, giờ đúng lắm. Trước khi phun thì mình cắt nước khoảng nửa tiếng nha mọi người. Rồi anh Phúc cho uống thuốc gì để giảm stress anh Phúc? Hỏi mình cho cái thằng tổng hợp vitamin đó. A D O C tùm lum, nó là gọi là A bên vitamin bên complex á. Tổng hợp hết tất cả vitamin luôn. Cộng luôn cái thằng gia đình thận cho nó. Đó. Mình giao nhỏ mình phải đi thuốc từ từ chứ không được nhiều. Phải chút chút thôi. Mình phải có cái vụ giảm stress cho tụi nó, tại gà nhỏ nó dễ bị stress đó. Như cú sốc đầu đời, gọi là cú sốc đầu đời mọi người. Giờ thì bồ này mình sẽ nới rộng ra từ từ. Rồi khi nào mà thấy nó đủ chật rồi thì mình sẽ vào qua chỗ bên kia. Thấy thời tiết thông thoáng thì ảnh cứ gỡ dở lên thôi à. Đó. Tùy theo nhiệt độ ha. Thời tiết không mưa không này kia thì ảnh dở lên. Để cho con gà nó hít thở khí trời. Cái gì tự nhiên nó cũng tốt hết á. Mọi người. Rồi giờ anh Phúc có thể giới thiệu với mọi người là cái thuốc mà mình cho nó uống để giảm stress được không Phúc? Được đi, để vậy cho từ từ. Thì đây, cái hàng này là ra màu hồng, gọi là xịt tinh dâu á, nó là tổng hợp hết tất cả vitamin. Hàng này á, là gia độc nhân thận. À, chăm cho đây. Thuốc. À. Đúng không? Sao mọi người? Thằng này cũng giải độc nhân thận nhưng mà thằng này hàm lượng yếu, mình pha ba món ở chung lúc mà để mình làm lẹ hơn là thằng này cũng giải độc thận luôn. Tên nó là Fortitude. À, cái này là mua tên tiểu thuốc hay có chú thì có nói ra ngoài nói là Fortitude là đã biết bán cho mình 100 gram mình như là 70 ngàn á.
con trai này 200 mấy, còn thằng này cũng hình như là 310 ngàn phải. Một ký này là ấm bọn này ấm được một con ngàn gà nồi, chứ giờ đã ấm 5 ngàn gà tre nữa nè, là chưa hết luôn đó, tốn tiền. Còn thằng này thì ban đêm mình cho ăn, ví dụ là trời mà nắng trời nóng trời lạnh á, thì thằng này nó giống như là mình gọi chơi vui là bọc ngủ gì hơn, trong trong có đủ thứ hết, đúng không nè, hình nó nè đủ hết, nghe là mùi là ngủ dương, đúng rồi, nghe mùi ngủ dương nên là tối mình trộn khô quá, trộn khô lên cho con gà ăn cho nó, để đừng có bị lạnh rồi mình bảo vệ được vùng ở luôn. Cái này là tốt cho ban đêm, ban ngày thì chứ ban ngày lạnh cũng ăn được, không sao hết, mà thường là đi ban đêm nhiều hơn, ban ngày nó lạnh lắm. Nói gì không có gì đâu, vậy ấm như đó thôi hả? Ấm có như đó là thằng này cũng là giá động thẳng luôn, nhưng mà hàm lượng yếu, không có mạnh, không mạnh bằng thằng này, nên thằng này ưu tiên này cho nó yếu hơn này nè mọi người, đúng rồi, này yếu hơn màu đỏ này, thằng này thì chỉ yếu là cho con gà hơi lớn xíu nữa, đợi hai mấy ngày mình mới sử dụng thằng này, còn gà nhỏ quá thì mình sử dụng này với thằng post tiếp. Này có tiếp là này, hai này phải chung được luôn nha, không gì hết đặc biệt, không ba này phải chung luôn nè, không có gì đâu, không có gì sợ, vậy thôi, ấm cũng như đi đồ đó, rồi lâu lâu mình cũng bỏ đi vô thêm cũng có nó luôn nè, đó. Đây em hút bánh giới thiệu sơ bộ cho mọi người nha. Bấm như đây nè. Như đó. Bây giờ cho uống hút vitamin thôi. Mấy gà này nó la nó kêu quá, anh Phúc cũng chạy không kịp với tụi nó luôn. Thì video mình xin kết thúc tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc ha.